vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Ngứa rang da đầu trước hình ảnh chú chó bị hàng nghìn con bọ ve tra tấn. Có lẽ hình ảnh đáng sợ của chú chó Jack dưới đây khiến nhiều người phải sởn gai ốc. Khó có thể tin là thật, nhưng Jack đã phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất khi không được chăm sóc đầy đủ như những con vật khác. Chú chó Jack không may mắn bị bỏ rơi tại một trạm xe lửa của thành phố Stockholm, Thụy Điển trong nhiều tháng tới. Không có bàn tay vuốt ve chăm sóc của con người, Jack không chỉ bị bỏ đói mà còn bị ký sinh trùng tấn công khủng khiếp trên bộ lông mượt mà trước đó. Chính vì vậy, Jack càng bị xa lánh và xua đuổi mỗi khi nó đến gần. Các tình nguyện viên của một tổ chức cứu hộ động vật đã tìm thấy chú chó này trong tình trạng đáng sợ khi hàng trăm nghìn con ve đang buộc kín cả phần đầu, thân và dưới chân. Jack đã nhanh chóng được đưa về trung tâm cứu hộ để điều trị và bắt ve. Khó có thể tưởng tượng được những hình ảnh về Jack khi chú chó bị hàng nghìn con ve buộc kín. Cả thân hình nó như nặng nề. Thỉnh thoảng, Jack phải lắc đầu muốn trút toàn bộ những con ký sinh trùng xuống đất nhưng không thể. Các tình nguyện viên phải mất hơn 10 ngày mới có thể bắt gần hết số bọ ve trên người của Jack. Chú chó này đã đang hồi phục sức khỏe trong trung tâm cứu hộ động vật và tìm chủ mới nhận nuôi. Peace.